Tiếp theo sẽ là bốn cái gọi là bốn cái nguyên tố cơ bản. Thì bộ không phải bốn nguyên tố cơ bản, cũng được gọi là nguyên tố cơ bản đấy. Bốn nguyên tố cơ bản là lửa, điện, độc, lửa, băng. Điện, độc, lửa, băng đấy, điện, độc, lửa, băng. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái độc trước. Tóm lại ấy, cái độc thì vẫn như xưa ở một điểm, có nghĩa là độc thì gây mất máu trong dây nhưng mà không bị giảm bởi amo. Có nghĩa là các bạn thể thấy cái con quái này có amo trâu đúng không? Thì với con quái amo trâu ấy, đam độc các bạn thể thấy nó đốt chỉ có một. Tại vì tuy là có thể đam độc nó gây ra cao hơn nhưng mà cái giáp của bọn này nó giảm, hiểu không? Có nghĩa là đam độc chỉ là đốt máu trên dây, gây ra hiệu ứng đốt máu trên dây, nhưng mà cái đốt máu trên dây đấy bị ảnh hưởng bởi amo quái càng trâu thì cái đốt máu trên dây càng nhỏ đấy, như thế. Đó là giống hệt ngày trước. Và cái vụ này là tôi xin nên cái vụ đam độc này thì vẫn như ngày trước, ở vụ là nó bỏ qua siêu ngày trước nó thế rồi nhá, nghĩa là bỏ qua siêu, nghĩa là khi bạn bắn này không đụng một tí đam nào lớp siêu cả, nó đụng thẳng vào vật máu đây, các bạn để thấy nó đụng thẳng vật máu không? Như mình hiện tại mình không móc gì cái này cả, nhưng ý là các bạn thể thấy này, vật máu đang mất này, vật siêu không mất một tí nào. Đam độc như các bạn thấy, cái đam độc thì bắn thẳng vào vật máu nhá. Đam độc một là bắn thẳng vào máu, hai là các bạn nhìn cái đốt máu trên dây này, các bạn thấy cái đốt máu trên dây nó cao đúng không? Nó là 12 hoặc là 25 chứ nó không phải là 1111 đúng không? Tại sao? Tại vì một, cái thứ nhất đam độc bắn thẳng mạch máu, đó là chuyện bắn thẳng mạch máu không liên quan gì cả. Cái thứ hai đó là hiệu ứng của đam độc là đốt máu trên dây nữa, mà cái đốt máu trên dây mà bọn này thì không có lớp giáp đúng không? Như như cái con mình đang nhìn vào là không có lớp giáp, không có lớp giáp thì nó không giảm được cái, nó không giảm cái được cái sát thương mất máu trên dây đấy. Thành ra là đam độc bắn bọn có bớt bây giờ rất là bắn bắn bọn có bớt là lợi ở điểm như thế. Lợi ở hai điểm chứ, lợi ở hai điểm thế, một là đốt máu trên dây không bị giảm sát thương, hai là đam độc bắn xuyên qua lớp siêu không đụng tí nào vào lớp siêu. Ok, thì cái đam độc này chính xác là cái đam độc này nó không thay đổi gì cả, hiểu không? Chính xác là cái đam độc này nó không thay đổi gì cả so với trước, nó chỉ chính, nếu mà các bạn đã xem về cái video mình nói về impact banter slash mà cũng ra cùng thời điểm cái của cái mình giải thích trong cái update 27.2.0 này, thì ngày trước nhá, ngày trước là cái slash gây ra hiệu ứng mất máu xuyên siêu và gây hiệu ứng mất máu xuyên giáp. Nhưng bây giờ ấy, cái slash chỉ còn gây mất máu xuyên giáp thôi, chứ không còn gây được mất máu xuyên siêu nữa. Thành cái vụ DE nó chỉnh cái slash như thế là để cho thằng Toxin nó có cơ hội, hiểu không? Có nghĩa là từ xưa đến nay thằng Toxin ý, từ xưa đến nay là thằng Toxin đã bắn xuyên siêu rồi mà cũng đốt máu xuyên siêu rồi, nhưng do slash ngày trước nó cũng xuyên siêu mà slash thì nó lại đốt kinh hơn, khỏe hơn, thành ra chả ai dùng đến Toxin hết. Cái vụ chỉnh sửa slash là để cho Toxin có cơ hội sử dụng. Ok, còn như các bạn đã thấy DE vẫn giữ nguyên cái vụ slash đốt máu xuyên giáp, tại vì thằng Toxin này bắn vào giáp tuy cũng đốt máu nhưng mà cái đốt máu của thằng Toxin như đã giải thích lại bị giảm bởi giáp, giáp càng trâu thì cái đốt máu lại càng bé đấy. Thành ra qua cái vụ Toxin giữ nguyên, Toxin thì giữ nguyên nhưng slash thì chỉnh sửa, DE nó muốn là Toxin để có thế mạnh hơn với Cobalt, còn Slash là có thế mạnh hơn với bọn có Amon. Có nghĩa là một thằng thì để mạnh với siêu, không hẳn là mạnh đâu nhé, không 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 nói dùng từ mạnh không đúng mà là có lợi thế, một thằng là có lợi thế hơn với siêu với cả một thằng là có lợi thế hơn với giáp đấy, mục đích như thế. Nên đây là Toxin, nói chung là Toxin là không thay đổi gì cả. Tiếp đến là đến theo kiểu Elec. Elec thì bây giờ thay đổi một chút, có nghĩa như thế nào nhỉ? Thì hiểu các bạn hiểu nôm na là Elec ngày trước ấy là khi các bạn dí vào kẻ địch thì kẻ địch nó sẽ bị mình sẽ đúc thêm cái móc điện nữa để cho nó tăng sở tất chèn lên. Đây các bạn hiểu nôm na là khi ngày trước thì các bạn dí điện một con quái, đây mình sẽ hủy hết bọn này đi cho nó ấy. Ngày trước khi các bạn dí điện một con quái mà gây hiệu ứng điện ấy thì nó sẽ tỏa điện con xung quanh. Ví dụ tôi dí điện vào con A, sau khi con A bị giật điện nhé, con A sẽ bị stun và thực hiện động tác giật điện. Trong lúc đấy con A sẽ tỏa ra một lần điện nhé, chỉ tỏa ra đúng một lần thôi, tỏa ra một lần điện sang con B, C, D, E xung quanh, khiến cho bọn nó bị ăn đam. Nhưng mà bọn nó không giật, bọn nó không bị giật đúng không? Bọn nó chỉ bị ăn đam thôi chứ không bị giật. Tóm lại là ngày trước đam điện là bắn con này thì con này sẽ bị giật điện và truyền đam vào những con xung quanh nhưng chỉ một lần thôi. Còn bây giờ khác một điểm. Bắn con này vẫn sẽ bị giật. Đấy, những cái động tác này là bị giật này. Nhưng mà thay vì nó truyền đam một lần ấy thì nó sẽ truyền đam trong một thời gian ngắn như các bạn thấy ở đây, nó chỉ khác mỗi điểm đấy thôi. Có nghĩa là cả hai ngày trước với bây giờ đều là khiến cho nó bị giật điện, đều bị tun, nhưng ngày trước thì nó truyền điện ra những con xung quanh một lần, còn bây giờ thì nó sẽ truyền điện ra những con xung quanh trong một thời gian ngắn. Thành ra trong cái trường hợp mà bọn quái đứng gần nhau nhé
trong trường hợp bọn quái đứng gần nhau mà nó bị block thì ứng điện như này chẳng hạn, như hiện giờ chẳng hạn, thì các bạn thấy là bọn nó phả đam vào nhau. Nó khá là giống gas như ngày trước đúng không? Nó giống gas ngày trước đúng không? Nhưng mình sẽ không nói đến các cái element đặc biệt đấy trong cái video này. Video này chỉ nói bốn cái element cơ bản thôi: điện, độc, lửa, băng. Đấy, thế tóm lại là cái điện bây giờ thì khác cái đấy thôi. Cái điện bây giờ khác cái theo kiểu thay vì đi một lần đam thì bây giờ nó đi được theo kiểu liên tục như thế. Giả sử bây giờ mình thả cho bọn nó chạy nhá. Mình thả cho bọn nó chạy, mình dí điện vào này. Tất nhiên là không chết được bọn nó, nhưng bây giờ để xem gây hiệu ứng này. Này, cho nó nhìn mình dí nó này, giật điện. Các bạn thấy không, nhé, nó cứ tỏa đam bằng nhau ấy. Đấy, mà nhất là chẳng hạn như Ambrex là có AOE giật điện này đúng không? Thì bây giờ mình đấy tóm lại là các bạn thể thấy là đam điện vẫn có vai trò như xưa là để stun là chính. Thấy chưa? Vai trò nó vẫn là stun là chính. Nhưng bây giờ thì khác là cái đam trên dây tỏa xung quanh nó ấy, tốt từ ngày trước. Ngày trước thì nó chỉ được một lần thôi, còn bây giờ thì liên tục, mà nếu mà các bạn dí nhiều lần điện ấy thì cái đam mà tỏa ra xung quanh nó sẽ được tăng. Thì bây giờ giả sử mình sẽ đổi để sang các bảng hay dùng, chẳng hạn như đây là bảng có bớt mình hay dùng, thì đây là bảng Coro, mình sẽ đổi lại thành gas. Năm trăm ba mươi chín thử ngay biết là 45. Cái multi shot nhá, multi shot là không tăng thêm số tia đúng không? Nó chỉ tăng, nó cũng ý là multi shot nó không tăng giờ tớt chen, tại vì như nào nhỉ? Có nghĩa là súng beam thì luôn luôn là một tia các bạn ạ. Có nghĩa là súng beam là luôn luôn là một tia laser, nó sẽ không biến thành hai tia hoặc ba tia. Thế ra gắn multi shot vào nó chỉ tăng đam thôi chứ không tăng tia. Như các loại vũ khí bình thường ấy, là chúng ta gắn multi shot là nó bắn ra nhiều viên đạn hơn đúng không? Và bắn ra nhiều viên đạn thì cái tỷ lệ gây ra tớt của chúng ta sẽ tốt hơn đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là súng beam thì không phải gắn multi shot là tăng thêm nhiều tia. Thành ra là gắn thêm chỉ tăng đam thôi, nhưng nó cũng không thể cho chúng ta thêm cơ hội gây ra tớt làm gì cả. Thành ra là giữa một móc này với cả một móc 90 thì thà dùng móc 90 là hơn. Tại sao? Tại vì nếu mà dùng móc này nó sẽ đẩy các loại đam lên đều như nhau. Có nghĩa là nó đẩy tất cả loại đam đều như nhau đúng không? Nhưng khi chúng ta dùng một móc 90 chẳng hạn thì nó sẽ đẩy cái loại đam chúng ta muốn lên. Đấy, giả sử nhá, giả sử bây giờ mình để lại đâu nhỉ? Đây để lại như này đi. Đây. Ví dụ để lại như này. Ok, để lại này. Đây các bạn nhìn nhá, để lại này. Các bạn thấy không? 42 lửa 173 42 lửa và 173 coro. Bây giờ tôi sẽ đút móc này vào. Thấy chưa? Nó cũng như thế nhưng mà nó đẩy phần coro lên, các bạn thấy không? Tóm lại là súng beam thì nói chung là tất nhiên cái móc nói thế thôi chứ không phải là không dùng multi shot. Tại sao? Tại vì như đã nói, multi shot thì súng beam chỉ có tác dụng cộng đam thôi đúng không? Nhưng mà ấy, do cái móc speed chamber này nó cộng nhiều quá, cái lượng đam nó cộng nhiều quá, anh em vẫn phải sử dụng nó. Trả qua cái móc này là cộng 60 nó ít hơn thì nó mới yếu hơn móc 90 thôi, hiểu chưa? Chứ nếu mà cái này mà như các bạn thấy là không thể thay cho móc này được. Đấy, đây nói thế thôi nhé, chứ không phải tôi nói xong các bạn rút mẽ cả ít chamber đi, tôi đập đầu vào tường. Thế thì ý của tôi bây giờ là tôi để sang gas nhá. Tôi để sang gas. Đây này, độc hai móc độc với cả điện. Thì bây giờ gas tí nữa tôi sẽ nói sau, tóm lại gas bây giờ cũng không như xưa đâu. Nên các bạn đừng có kỳ vọng trong cái video này là nó hoạt động thế này hoạt động thế nọ nhé. Đây chẳng qua là cái test cho các bạn xem thôi. Test cái kiểu giả sử móc gas với móc điện thì cái điện mục đích chính là để xem cái điện hoạt động như thế nào đúng không? Đây như các bạn thấy đây. Đấy. Nói chung cũng ổn. Nói chung cái điện bây giờ cũng ổn. Nói chung là điện bây giờ nó cũng gọi là cái dam AOE nó cũng khá đấy, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là nó bị giảm cái armor. Thế ra cái điện này chắc cũng chỉ tốt cho những kẻ địch không có armor thôi, gọi là giúp góp phần nào đó đia dam cho một kiểu đia dam AOE không? Giúp một phần nào đó đia dam AOE cho những con quái ở gần nhau nhưng mà theo kiểu như là không có armor. Nói chung là chỉ là phần phụ thôi. Đấy, thế đó là phần điện nhá. Tóm lại là độc này, điện rồi này. Lửa nha. Lửa thì cái cửa vẫn thế. Lửa thì nói chung là lửa nó tôi chắc không phải nói lại nữa. Nhưng mà hay không phải là mẫu lại nữa. Tóm lại đam lửa chả qua là như nào nhỉ? Đam lửa chả qua là giảm 50% armor tạm thời thôi. Có nghĩa là theo kiểu con quái đang có 1000 giáp. Các bạn bắn cho con quái bị mất giáp xuống còn 800 chẳng hạn.
cái lúc con quái còn 800 đấy mà nhỡ mày nó dính lửa nhá, thì nó sẽ mất 50% hiện thời là 50, từ 800 mà mất 50% đi sẽ còn 400 giáp. Hiểu không? Vậy sau khi con quái dính lửa sẽ còn 400 giáp. Nhưng khi nào trên người con quái hết lửa thì nó sẽ giả lại, nó sẽ được giả lại số giáp đấy. Đấy, thành ra đam lửa vậy thôi. Nói chung là đam lửa là đam lửa là trừ 50% armor hiện thời, chứ không phải tổng armor nhé, chỉ là trừ 50% armor hiện thời. Và sau khi hết thời gian cháy nó sẽ giả lại thời gian, nó sẽ giả lại số armor đấy. Anh nga, trừ khi các bạn cứ phải khiến cho kẻ địch cháy liên tục cơ, chứ nếu mà không cháy liên tục nhé, sau khi hết cháy nó sẽ giả lại armor đấy. Ừ. Và theo kiểu đam lửa thì theo kiểu càng dí lâu thì nó càng tách đam lên. Đây chẳng hạn như này này, hiện giờ nhá, đốt có khoảng 60 đam trên dây thôi, nhưng các bạn dính nhiều lửa vào nó chẳng hạn. Đây các bạn dính nhiều lửa vào nó thì nó đốt đây được 180 mấy rồi đấy. Tóm lại đam lửa thì là tách đam mất máu trên dây với cả kiểu giảm ammo hiện thời, nói chung không thay đổi gì nhiều. Về đam băng, nói chung là sau mấy cái nguyên tố này thì mình cũng lặp lại để mình theo kiểu chuẩn bị đi update mấy cái video cũ mà. Nhưng ý là theo kiểu, ý mình là theo kiểu bây giờ cái gì nhỉ, toxin thì không đổi, đam điện thì thay đổi một chút cái phụ AOE, đam lửa thì thay đổi cách đây mấy tháng rồi thì bây giờ DE thay đổi làm gì nữa. Còn cái đam băng ấy, đam băng bây giờ tóm lại là cái đam băng glass nhiều, mình chưa có cái nick này, chưa có cái vander. Cái đam băng ấy, đam băng là slow kẻ địch, nhưng như nào, ngày trước hiệu ứng băng ấy là slow kẻ địch 50%, nhưng bây giờ ấy hiệu ứng băng không còn slow được kẻ địch 50% nữa, chỉ được 25% thôi. Nhưng bây giờ hiệu ứng slow tách được, có nghĩa là tách được, có nghĩa là khi các bạn dính nhiều hiệu ứng băng vào một con quái nó sẽ slow được tận 75% cơ. Đây các bạn nhìn con này, bọn này nó ít di chuyển quá, khó thấy quá. Để từ từ mình giết bọn này đi, xử ngon các loại khác. Đây chẳng hạn như cho cái con đây này, thay vì ngày trước là một phát slow được 50 luôn thì bây giờ dính một phát nó chỉ slow được có 25%. Các bạn thấy slow 25% gần như không có giá trị gì đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà bắn liên tục ấy, nó sẽ slow lên được tận 75%. Đây như các bạn thấy, slow được 75% là bắt đầu có giá trị rồi. Thực ra slow 75% là ngang với slow của Nova đấy. Nhưng mà mỗi lần, mỗi hiệu ứng băng cũng có thời gian riêng nhá. Nên các bạn nhìn này, mỗi lần hiệu ứng băng có thời gian riêng, như trên đầu nó hiện giờ là 10 hiệu ứng băng, các bạn thấy đúng người không? Nhưng bắt đầu nó mất dần hiệu ứng 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 để nhanh dần lên đấy. Có nghĩa là mỗi hiệu ứng băng là có thời gian riêng, thành ra là nó sẽ hết dần dần. Nhưng nói chung ấy, cái băng bây giờ, nói chung ấy, cái băng bất lợi hơn trước ở một điểm là không cho chúng ta slow 50% ngay lập tức nữa. Nhưng lợi hơn ngày trước ở một điểm là nếu chúng ta dồn băng liên tục vào thì sẽ slow được đến tận 75%, có nghĩa là slow được hơn cả ngày trước. Ừ, thành ra là nếu mà chúng ta dồn được băng liên tục ấy thì CC sẽ rất là tốt. Đấy, tóm lại thế, nói chung là cái video là chỉ nói qua về điện độc lửa băng thôi, nó chỉ khác ngày chút một chút thôi. Nhưng nói chung là kiểu nó khiến cho kiểu đam độc bây giờ là có lý do để dùng trong một số trường hợp để đánh với cả bọn Cobert. Có nghĩa là trong một số map chẳng hạn như là bọn Shorty, bọn nó Ancient Seal chẳng hạn, gặp map Shorty Ancient Seal, nghĩa seal của nó rất lớn chẳng hạn, thì chúng ta có thể mang Sarin đi rồi chúng ta dùng chiêu 3 để bôi độc vào vũ khí. Sau đó chúng ta chỉ cần dùng cái vũ khí để bắn bọn Cobert thì nó sẽ trừ thẳng vào vạch máu đấy, bọn nó chết mà gần như không phải đánh được chiêu của nó. Có nghĩa là nó lợi hơn trong, tại vì ngày trước thì cũng có thể làm được trò đấy, nhưng mà ngày trước mọi người không làm, biết tại sao không? Tại vì ngày trước mọi người thường dùng vũ khí slash, như đã nói ngày trước slash đốt xuyên siêu được, thành ra là ngày trước nó cứ dùng slash thôi là xong. Nhưng do bây giờ DE nó chỉnh sửa slash như thế, thành ra là bây giờ toxin nó có chỗ để dùng, hiểu không? Có nghĩa là toxin bây giờ sẽ dùng được trong một số trường hợp hoặc một số build đặc biệt, hoặc một và chẳng cần build đặc biệt đâu, build thường cũng được, nhưng ý là sẽ tùy thay người sử dụng và nó có cơ hội để sử dụng đấy. Đam lửa thì sau cách đây đợt chỉnh sửa cách đây vài tháng của nó thì ok, đam lửa vẫn chỉ dùng giảm ammo tạm thời, không nói gì. Đam điện thì gọi là có thêm nguồn đam AOE. Cái này tí nữa mình sẽ nói, mình sẽ xong trong video về gáp mình sẽ nói thêm, ý là đam điện có thêm nguồn đam AOE cho các bạn. Tuy là nó không phải là main đam, nhưng mà ý là nó sẽ có thêm nguồn đam AOE cho các bạn, gọi là phần một phần nào đấy. Còn gì nhỉ? Đam băng thì nói chung là vẫn như thế, chỉ khác là bây giờ đam băng nếu mà dồn liên tục thì có thể slow được đến tận 75%. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có một vũ khí nào đó hoặc là một kỹ năng nào đó liên quan đến băng mà chúng ta cứ dùng liên tục ấy, thì cái đám quái đấy gần như là kiểu vô dụng, kiểu slow đến độ vô dụng luôn ấy, kiểu đám băng nó được kiểu đã CC tốt thì bây giờ còn CC tốt hơn nữa đấy, thế thôi.